Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Trước mặt quý anh chị các bạn là chiếc xe Kia Sonet, chiếc xe crossover cỡ A gầm cao 5 chỗ của bên nhà Kia mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 18 tháng 11 năm 2022 này, Top Car VN sẽ cập nhật cho quý anh chị các bạn những cái chính sách giá bán tại thời điểm này của đại lý dành cho từng phiên bản của Kia Sonet, những cái chương trình khuyến mại về quà tặng phụ kiện và mức giá lăn bánh đến với những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đã đang quan tâm, đang theo dõi. Khi mà trong những ngày qua, Kia Sonet là một trong những chiếc xe có sự điều chỉnh về mức giá niêm yết, quý chị các bạn ạ. Vậy thì với sự điều chỉnh về mức giá niêm yết, đại lý sẽ có sự điều chỉnh như thế nào về chương trình khuyến mại của cái dòng xe này? Với Sonet thì hiện tại ở phân khúc đang cạnh tranh với cả Toyota Ray. Ray thì là một dòng xe của bên Toyota đang được nhập khẩu tại Indonesia và đang được phân phối với một phiên bản duy nhất thôi. Thế còn với Sonet thì chúng ta đang được phân phối tổng cộng tới 4 sự lựa chọn, trong đó thì có một phiên bản số sàn và 3 phiên bản số tự động. Phiên bản đầu tiên mình cập nhật đó là Kia Sonet phiên bản 1.5 Deluxe số sàn. Bản này sẽ có mức giá niêm yết là 524 triệu đồng. Thì theo thông tin mình cập nhật ngày hôm nay thì nếu như các bạn lựa chọn về bản này thì đâu đó đại lý cũng chỉ giảm được khoảng tầm từ 15 triệu thôi quý chị các bạn ạ. Với số sàn, với mức giá niêm yết mới thì lăn bánh ở tỉnh sau khi mà trừ đi hỗ trợ có thể của đại lý ở tỉnh sẽ là 577 triệu, ở Hà Nội là 607 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 597 triệu đồng. Với số sàn tỉnh là 577, Hà Nội là 607 và thành phố Hồ Chí Minh là 597 triệu đồng. Với phương án trả góp số sàn này, ở tỉnh các bạn sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu 160 triệu, Hà Nội tối thiểu là 190 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 180 triệu đồng quý chị ạ. Tỉnh 160, Hà Nội 190 và thành phố Hồ Chí Minh là 180 với Sonet phiên bản số sàn các bạn nhé. Phía trên tiếp theo đó là phiên bản số tự động. Bản 1.5 Deluxe cũng là Deluxe nhưng mà bản số tự động quý chị các bạn nhé. Bản Deluxe này sẽ có mức giá niêm yết mới là 564 triệu và đâu đó đại lý thời điểm này cũng hỗ trợ so với cái mức giá niêm yết mới này khoảng tầm 15 triệu quý chị các bạn ạ. Và mình có cập nhật lăn bánh ở tỉnh sau khi trừ đi chương trình khuyến mại 1.5 Deluxe AT là 609 triệu. Ở Hà Nội là 640 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 629 triệu đồng quý chị nhá. Tỉnh là 609, Hà Nội là 640 và thành phố Hồ Chí Minh là 629 với 1.5 AT Deluxe của Kia Sonet lăn bánh tại thời điểm 10 ngày cuối cùng của cái tháng 11 này. Với phương án trả góp bản này, ở tỉnh các bạn sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu 170 triệu, Hà Nội 201 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 190 triệu đồng quý chị ạ. Tỉnh 170, Hà Nội 201 và thành phố Hồ Chí Minh là 190. Sang cái phiên bản thứ 3 đó là Sonet 1.5 Luxury. Bản Luxury này thì là một phiên bản không có sự thay đổi về mức giá niêm yết trong những cái thời điểm ngày 15 tháng 11 vừa qua. Như vậy thì bản này hiện tại cũng đâu đó được đại lý giảm khoảng tầm 13 triệu quý chị các bạn ạ. Đó, bản 1.5 Luxury của Kia Sonet vẫn là một phiên bản cũng rất đáng để mọi người quan tâm khi mà không có sự tăng cường về mức giá niêm yết mà đại lý vẫn có sự giảm giá cho bản này. Và đây cũng là một cái phiên bản mà cũng được nhiều người quan tâm và lựa chọn và sử dụng. Với 1.5 Luxury sau khi trừ đi chương trình khuyến mại thì lăn bánh ở tỉnh 641 triệu, Hà Nội là 673 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 661 triệu đồng quý chị ạ. Tỉnh 641, Hà Nội 673 và thành phố Hồ Chí Minh là 661 với 1.5 Luxury, một cái phiên bản mà nhiều người lựa chọn. Bản này nếu như trả góp ở tỉnh các bạn sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu 185 triệu, Hà Nội là 220 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 205 triệu đồng chị ạ. Tỉnh 185, Hà Nội là 220 và thành phố Hồ Chí Minh là 205 triệu đồng với cái phiên bản Luxury này của Kia Sonet. Bản này thì cũng không ảnh hưởng về những khách hàng mà chúng ta đã ký thời điểm trước rồi, do là không có điều chỉnh về mức giá niêm yết và đại lý vẫn giữ được những cái chương trình hỗ trợ giá, giảm giá cho bản này. Sang cái phiên bản tiếp theo đó là phiên bản 1.5 bản Premium. Bản Premium này thì có sự điều chỉnh về mức giá niêm yết. Bản này hiện tại thì niêm yết mới là 634 triệu. Thì theo mình cập nhật mới ngày hôm nay thì đại lý đâu đó cũng giảm được khoảng tầm 13 triệu. Vậy thì với bản Premium này, sau khi trừ đi ưu đãi của đại lý hỗ trợ với cái mức giá điều chỉnh thay đổi niêm yết của nhà máy, đại lý tính lăn bánh ở tỉnh là 684 triệu, ở Hà Nội là 716 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 704 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 684, Hà Nội là 716 và thành phố Hồ Chí Minh là 704 quý chị các bạn nhá.
trả góp cái bản này ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu 191 triệu, Hà Nội là 223 triệu và Thành phố Hồ Chí Minh là 211 triệu đồng, anh chị ạ. Tỉnh 191, Hà Nội 223 và Thành phố Hồ Chí Minh là 211 để theo phương án trả góp 1.5 premium của Kia Sonet. Đây là mức giá mới nhất ngày hôm nay mình cập nhật. Trước hôm trước thì có sự điều chỉnh về mức giá niêm yết, thì ngày hôm nay thì cũng đã có những cái chính sách giá điều chỉnh thay đổi về mức giá bán của đại lý dành cho tất cả các phiên bản của Kia Sonet. Anh chị chúng ta đang có nhu cầu cần một cái dòng xe gầm cao 5 chỗ đi xe trong cái dịp cuối năm này thì Kia Sonet vẫn là một cái sự lựa chọn, một cái sự quan tâm cũng rất đáng để mọi người chú ý tới. Nếu các bạn có nhu cầu xem xe trực tiếp lái thử thì ngay bên dưới góc trái màn hình này là số line của bên đại lý của bên Kia. Các bạn hãy liên hệ trực tiếp để có thể nhận những cái chính sách giá tốt nhất trong 10 ngày cuối cùng của tháng 11 này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau của Top Car VN. Xin chào ạ.